Ngày 14 tháng 8 năm 2014, tại sân bay Liên Khương, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đức Trọng vừa tiếp nhận đối tượng trốn lệnh truy nã về tội tàng trữ súng quân dụng. Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 8 năm 2013, sau khi nhậu xỉn tại một quán bar ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Huy cùng bốn đàn em của mình gây sự với một nhóm thanh niên quen biết tại địa bàn. Trong lúc hai bên cãi nhau, Huy bất ngờ rút khẩu súng giấu trong quần, bắn chỉ thiên để thị uy, khiến quán bar náo loạn. Trên đường xuống thành phố Hồ Chí Minh lẩn trốn, Huy đã vứt khẩu súng giữa đèo Bảo Lộc để phi tang vật chứng. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra còn phát hiện thêm 5 khẩu súng tự chế được giấu tại nhà một đối tượng khác nằm trong băng nhóm của Huy. Trước đó, Huy bị tòa án thành phố Đà Lạt tuyên 8 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng tại một quán bar trên địa bàn thành phố Đà Lạt vào cuối năm 2012. Hiện công an huyện Đức Trọng đang điều tra, củng cố hồ sơ hoàn tất vụ án.